Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Tài chính tỉnh thức của FCI. Mình là Đức Nguyễn. Thì với cái chủ đề của tỉnh thức tài chính tuần vừa rồi Đức chia sẻ đó, thì cũng có những cái feedback của các rất là quý giá của các anh, các chị và các bạn nghe chương trình. Thì trong đó cũng có một cái tâm sự, mà Đức biết là cái tâm sự này thì chính bản thân của Đức cũng đã phải trải qua những cái chuyện này, cũng giống như là khách hàng của mình. Đức bắt đầu thì Đức làm tài chính thì năm 2011, sau đó thì năm 2010, cuối 2013 Đức mới bắt đầu bước vào cái mảng tài chính cá nhân này để mà học hỏi rồi làm. Thì trong quá trình đó thì nó cũng có nhiều cái biến cố, rồi nhiều cũng cái thứ nó sai, nhiều thứ mình cứ phải đập đi rồi mình xây lại. Và tưởng chừng như những lúc mà mình đến đích rồi á, thì Đức phát hiện ra là có những cái mình đi dạy, Đức đi dạy cho ở doanh nghiệp cũng như là mình dạy ở trong công ty, rồi mình dạy cho khách hàng, mình làm việc ở cốt với khách hàng đó. Thì có cái là mọi người nói là mọi người cũng rất là chăm chỉ học về kinh tế, tài chính, mình cũng không có bỏ sót những cái lớp nào hết. Ví dụ như là những cái chương trình của Đức với lại của anh Chí, cái chia sẻ tới đây là chắc là số thứ 36, 37 rồi. Thì trải qua những cái số đó, thật ra là Đức lấy một cái giáo trình chuẩn chỉnh hết cho từng qua từng số đó. Nếu mà ai để ý á, thì sẽ thấy là trong cái những cái từng số đó, nó chính là từng cái chủ điểm tài chính mà nếu mình gom nhặt lại thì gần như là nó đủ trở thành một cái nền tảng tài chính cho mình rất là vững mạnh rồi. Tuy nhiên có nhiều bạn nói là họ theo cả năm cả chương trình rồi, cũng đó trước đó cũng học nhiều chương trình tài chính khác. Những chương trình mà lúc mà mình học á, mình cảm thấy là mình vỡ òa ra, mình cảm thấy nó rất là hay. Nhưng mà lý do tại sao mà cái mình thấy hay đó, nhưng mà cuối cùng là cái tình trạng cái tổ tài chính của mình hiện tại á, nó không có gì thay đổi hết cả. Thì hôm nay Đức muốn chia sẻ cho mọi người một xíu ở cái góc này. Và nếu mà khi mình nhận ra cái điều này, để mình biết được là đôi khi cái kiến thức nó cũng chỉ là một phần ở trong đó thôi, mà để mà nó biến từ cái kiến thức của mình ra thì nó sẽ còn cần nhiều yếu tố hơn nữa. Thật ra cái việc này nó không chỉ nằm ở trong lĩnh vực kinh tế tài chính, mà nó nằm ở rất là nhiều cái lĩnh vực khác. Ví dụ như trước kia World Bank và OECD họ đã từng tài trợ rất là nhiều, nói chung là lên tới chắc vài chục hoặc thậm chí là cả trăm triệu đô cho những cái quốc gia đang chậm phát triển và đang phát triển, để mà họ chia sẻ về cái người ta gọi là financial literacy, tức là chia sẻ về để mà phổ cập về kiến thức tài chính. Thì họ nghĩ rằng là khi nếu mà người ta có thể nâng cao cái nhận thức tài chính của mình lên á, thì dần dần cái người ta sẽ có được những cái hiểu biết về tài chính tốt hơn, người ta sẽ hành động tài chính tốt hơn, từ đó dẫn đến là cái hiện trạng tài chính cái của các người dân á, họ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên sau 5 năm họ triển khai mất rất là nhiều tiền, và sau đó thì khi mà nhìn lại cái kết quả thì họ thấy là kết quả thu được thực sự rất là nhỏ nhoi so với cái số tiền đã bỏ ra, tất cả những công sức bỏ ra. Thì trải qua rất là nhiều cái phân tích, cuối cùng họ có một cái báo cáo, và khi mà Đức đụng được tới cái báo cáo đó thì Đức mới thấy là lý do tại sao mà mình đã làm rất là nhiều, mình đào tạo tài chính là mọi thứ mà nó không có hiệu quả lắm. Thì hóa ra đó là khi mà chúng ta đi học á, thì cái mà chúng ta được tiếp cận được đó là cái ngắn hạn thôi. Thì ở trong cái ngắn hạn này thì chúng ta sẽ tiếp đi học cái chương trình đó, thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ có được cái nhận thức tốt hơn nè. Bởi vì khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ có nhận thức tốt hơn, hoặc là chúng ta có được kiến thức tốt hơn, chúng ta đôi khi chúng ta sẽ được học một xíu và cái kỹ năng tốt hơn, chúng ta biết hơn, thì cái thái độ cũng như là cảm hứng của chúng ta cho cái việc đó. Ví dụ trước khi mình học kinh tài cho đến khi mà mình học kinh tài thì rõ ràng là mình có hiểu biết tốt hơn về tài chính rồi. Tuy nhiên cái khó khăn nhất đó là cái việc mà khi mà chúng ta biến từ những cái kiến thức, những cái thứ mà chúng ta biết từ cái thái độ của mình đó, biến nó thành cái hành động thực tế, và chúng ta duy trì được cái hành động đó trong một thời gian đủ dài để mà gì, để nó biến thành những cái thói quen trong cuộc sống của mình, để mà khi cái hành động đó nó đủ dài thì nó sẽ làm gì, nó biến thành chúng ta cái kết quả thực tế ở trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên cái bước mà biến bước từ ngắn hạn qua trung hạn đó là cái bước nó cực kỳ là khó khăn, bởi vì cái kiến thức chúng ta học nó là như thế, nhưng mà khi chúng ta bước vào thực hành thì thật ra nó có nhiều thứ rất là khác, hoặc là đôi khi có những thứ chúng ta học nó phù hợp với lại gì, cái bối cảnh lúc mà chúng ta học, hoặc là phù hợp với cái người mà dạy chúng ta, hoặc nó phù hợp với lại cái nhận thức của cái người đó, hoặc nó phù hợp với lại cái gì, cái năng lực hành động của người đó. Nhưng đối với chúng ta khi mà chúng ta hành động thì rõ ràng nó có cái khoảng cách rất là xa ở đây, cho nên là giữa cái kiến thức chúng ta biết được và cái kết quả mà chúng ta có được có khoảng cách rất lớn ở đây, chính là gì, đó chính là cái năng lực hành động của mình. Và chính vì cái năng lực hành động này đó là cái mà làm cho chúng ta không thể có được giống như kết quả mà chúng ta mong muốn. Chưa kể là để có được cái trung hạn này thì chúng ta phải duy trì cái thói quen này đủ lâu.
mà nó có một cái mà nó hơi bị nghịch lý, đó là thông thường ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là những cái thói quen xấu thì khi mà chúng ta làm á, thì ở trong ngắn hạn thông thường những thói quen xấu nó lại có xu hướng là nó cho chúng ta những trải nghiệm tốt ngay lập tức, nhưng mà về dài hạn thì nó mang lại kết quả xấu cho cuộc sống chúng ta. Nhưng ngược lại, những thói quen tốt ngay khi chúng ta làm có vẻ như nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà về dài hạn thì là tốt. Được, ví dụ một cái thói quen xấu đi, đó là chúng ta đi vay nợ để chúng ta ví dụ mua một iPhone, hay là chúng ta ăn ngọt đi, hoặc là chúng ta ngủ nướng. Cái thói quen xấu đó khi chúng ta thực hiện, chúng ta ngủ nướng, chúng ta thấy sung và sướng hơn. Khi chúng ta vay nợ để mà mua những cái hàng tiêu dùng, chúng ta thấy là chúng ta được sở hữu một cái món hàng. Nhưng mà về dài hạn thì cái đó là rõ ràng là nó xấu cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, những thói quen tốt, ví dụ đó là thói quen chúng ta tiết kiệm. Vậy thì khi chúng ta tiết kiệm, chúng ta có cảm giác rằng là gì? Mình đang phải trì hoãn cái sự sung sướng này lại. Nhưng mà về dài hạn thì nó cho chúng ta có một cái nguồn vốn, một cái nguồn tài chính để chúng ta làm được những thứ hoặc chúng ta đi đầu tư. Hoặc là một cái ví dụ khác, đó là khi chúng ta đi tập gym, khi chúng ta chạy bộ. Khi chúng ta mới tập gym, chúng ta mới chạy bộ, cảm giác đầu tiên nó là mệt mỏi và đau nhức, đó là cái cảm xúc ngay tức thời. Nhưng mà về dài hạn, cái việc tập gym, chạy bộ đó nó lại rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Cả xã hội chúng ta hiện tại chúng ta đang đẩy rất là mạnh, tức là tôi promote những cái thứ mà nó liên quan tới ngắn hạn. Ví dụ cần là chúng ta phải có ngay tức, đặt hàng cái là hàng nó phải ship cho chúng ta, muốn ăn cái là có liền, hoặc là chúng ta không có thì chúng ta có thẻ tín dụng hay gì đó, chúng ta luôn luôn có thể sẵn sàng là chúng ta có thể mượn nợ được. Nên là cái thời buổi này là cái thời buổi mà nó đẩy mạnh cái thứ cái gì, muốn cái gì là nó phải có ngay lập tức. Cho nên là cái đây là một trong những gap rất là khó khi mà chúng ta hình thành những cái thói quen tốt của mình. Cho nên là khi mà bước vào trong cái tài chính nó cũng vậy. Khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta định hình, chúng ta học, chúng ta nghe về những chương trình về tài chính hoặc chúng ta đi học về tài chính, chúng ta biết rằng là gì? Cái hiện trạng tài chính của chúng ta ngày hôm nay nè, chắc là mọi người phải đồng ý điều đó, tức là hiện trạng tài chính của chúng ta ngày hôm nay nó không phải là cái thứ gì qua một đêm, nó không phải là từ trên trời nó rơi xuống, mà hiện trạng tài chính của chúng ta ngày hôm nay nó chính là cái kết tinh và nó là cái kết quả của từng cái thói quen nhỏ nhặt của chúng ta ngày hôm qua, của từng cái tư duy, của từng cái suy nghĩ của chúng ta ngủ ngày hôm qua. Hoặc đó là gì? Nó là kết quả của những thói quen nó dồn tích lại trong quá khứ để cho có ngày hôm nay, chứ nó không phải là một cái thứ gì qua một đêm cả. Vậy thì chúng ta muốn có một cái nền tài chính tốt hơn, chúng ta có một cái hiện trạng tài chính tốt hơn, thì bắt buộc là gì? Chúng ta phải đi thay đổi cái thói quen của mình, chúng ta phải thay đổi từng cái suy nghĩ của mình, chúng ta thay đổi từng cái tư duy của mình, chúng ta thay đổi từng cái hành động của mình. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bước vô, chúng ta thay đổi từng cái này, chúng ta nghe thì đơn giản. Thí dụ như khi mình đi học, mình nói rằng người ta, mình nghe thầy nói rằng là hãy làm cái này đi, hãy làm cái kia đi, cái điều này sẽ tốt cho tài chính của bạn, đầu tư như thế này nó sẽ tốt cho các bạn. Nhưng mà nhớ rằng là gì? Tất cả mọi thứ là đánh đổi. Tức là hiện tại cái chúng ta đang có, chúng ta đã quen với một cái việc gì đó trong rất là lâu rồi. Bây giờ chúng ta phải hình thành, chúng ta làm một cái việc mới. Nó là một cái thứ cực kỳ khó. Vậy thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần tìm hiểu một xíu cái thói quen của những chúng ta nó hình thành từ đâu, và tại sao chúng ta có những thói quen đó, và tại sao nó cực kỳ khó khăn trong cái việc mà chúng ta có thể hình thành được những cái hành động mới, những cái tư duy mới hoặc những cái thói quen mới. Có đơn giản rằng là mình biết điều này là mình có thể hành động ngay lập tức và mình biến cái hành động đó thành cái thói quen để nó ra được kết quả mới được liền hay không, thì chúng ta thử cùng tìm hiểu. Rồi bây giờ chúng ta quay về, chúng ta nói về những cái hành động trong cuộc sống của chúng ta, về những cái suy nghĩ, về những cái cảm xúc và những cái tư duy chúng ta nó hình thành như thế nào. Khi mình hiểu nó hơn một xíu thì bắt đầu mình mới biết được là gì, mình có thể thay đổi một cái thói quen mới, nó là những thói quen tích cực, nó hướng tới cái mục tiêu mà mình mong muốn trong cuộc sống này, thay thế những cái mục tiêu tiêu cực. Giống như hôm bữa Đức có chương trình đợt trước Đức có chia sẻ đó, đó là tại sao chúng ta biết chính xác những gì chúng ta cần làm, là chúng ta biết những mục tiêu của mình, nhưng mà khi bước vào trong cuộc sống chúng ta rất khó để chúng ta làm những cái điều mà chúng ta biết đó. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta đó, khi mà mọi cái việc mà khi chúng ta hành động đó, chúng ta đều có một cái gọi là gì, chúng ta đều phải có cái tâm trí để mà nó điều khiển được cái việc đó. Tức là những thứ từ tâm trí, tức là khi cái bộ não của chúng ta nó hoạt động thì nó gọi là tâm trí. Nhưng mà chúng ta cần những cái gọi là cái trạng thái tâm trí khác nhau cho những cái việc phức tạp khác nhau. Đức ví dụ ngay bây giờ Đức đang livestream với mọi người thì Đức cần một cái trạng thái tâm trí, một cái dạng khác để mà Đức có thể livestream với mọi người. Hoặc là mình ra mình chạy xe thì mình cần phải ở một cái trạng thái tâm trí nào đó để mà chúng ta có thể chạy xe. Hoặc là ví dụ khi chúng ta ăn hay là khi chúng ta làm việc, ngày mai mọi người lên thiết kế, mọi người làm sale, thì khi ở mỗi công việc của chúng ta nó sẽ có một cái trạng thái tâm trí nhất định của chúng ta để làm việc.
chúng ta đã làm những cái việc này, chúng ta lặp đi lặp lại rồi, cho nên não chúng ta nó sẽ quen là khi chúng ta bước vô chúng ta làm cái việc này thì não chúng ta nó sẽ bật cái trạng thái tâm trí lên. Ví dụ bây giờ mọi người đang lắng nghe Đức thì mọi người sẽ bật cái trạng thái tâm trí là học tập lên, thì ở đó là cái trạng thái tâm trí học tập. Cơ thể mình đã làm những việc đó rất nhiều lần, cho nên cơ thể chúng ta, cái bộ não chúng ta nó quen với cái việc là nó chuyển giữa cái trạng thái tâm trí với nhau. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là khi mà nó chuyển giữa những trạng thái tâm trí đó thì nó cần còn cái độ trễ. Cho nên là hôm bữa Đức khi mà Đức chia sẻ về dopamine đó, đó là khi chúng ta đang làm việc mà chúng ta trên cái tab của chúng ta chỉ còn chúng ta có cái Facebook, chúng ta kiểm tra email, chúng ta qua Telegram, tức là khi mà chúng ta bước vô Facebook là chúng ta cần cái trạng thái tâm trí khác với lại cái trạng thái tâm trí mà khi chúng ta đang làm việc. Nên là khi đã chuyển qua những cái việc kia, đó là những cái việc sao lãng đó, mà chuyển về trạng thái tâm trí làm việc này, chúng ta mất tương đối là nhiều thời gian. Vậy thì cái trạng thái tâm trí này nó đơn giản là gì? Đơn giản đó là khi cái bộ não chúng ta hoạt động đó, thì hôm bữa Đức có chia sẻ với mọi người, thì chúng ta sẽ cần tới những cái thứ nó gọi là neuron, hay nó còn gọi là các tế bào thần kinh. Thì cái tế bào thần kinh này khi mà chúng ta hoạt động với nhau đó, cái khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta hoạt động gì đó thì nó sẽ có một cái chuỗi liên kết giữa các neuron lại với nhau. Thì mỗi một cái chuỗi liên kết neuron đó nó chịu trách nhiệm cho một trạng thái tâm trí khác nhau, hoặc nó chịu trách nhiệm cho một cái tư duy khác nhau, hoặc nó chịu trách nhiệm cho một cái suy nghĩ khác nhau hoặc cảm xúc khác nhau. Cho nên là cái việc nếu mà chúng ta nhìn về mặt gọi là thần kinh học đó, thì cái việc mà khi chúng ta học một cái điều mới, chúng ta học bất cứ một cái thứ gì nha mọi người, học bất cứ một thứ gì, tức là chúng ta đang tập hợp lại những cái liên kết của các neuron này lại với nhau, hay là chúng ta liên kết để tạo thành những cái bộ liên kết của cái tế bào thần kinh lại với nhau. Và khi mà chúng ta học cái việc đó càng lâu thì những cái liên kết này nó càng vững chãi hơn. Hoặc chúng ta làm cái việc gì đó, ví dụ khi chúng ta bắt đầu chúng ta đi học lái xe, là khi học lái xe nó là một cái thứ mới mẻ đối với mình. Như vậy thì chúng ta sẽ cần một cái bộ liên kết của các neuron thần kinh theo một cái cấu hình để mà chúng ta học cái đó. Và khi ban đầu thì nó rất là mỏng manh, cho nên là khi mà chúng ta mới lái xe đó, chúng ta phải để ý từng chút cái tay, chúng ta phải để ý từng chút cái chân, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải căng mắt ra, chúng ta nhìn từng chút. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta học lâu và chúng ta thực hành nhiều thì cái liên kết này nó trở nên vững chắc hơn rất là nhiều. Và khi nó liên kết vững chắc và chúng ta lặp lại cái việc đó càng nhiều thì cái liên kết này nó càng vững chắc hơn, và nó sẽ càng khó để nó bứt đi. Như vậy thì đôi khi ví dụ như là mọi người biết bơi rồi, hoặc là mọi người biết chạy xe rồi, thì đôi khi 5-10 năm chúng ta không đi bơi hoặc chúng ta không chạy xe, nhưng mà với cái liên kết nó quá vững chắc rồi thì chúng ta quay lại, chúng ta phải lập tức chúng ta có thể bơi, chúng ta có thể chạy xe được ngay. Đó là cái cách mà của các neuron nó hoạt động với nhau. Vậy thì cái việc cái neuron hoạt động này thì nó liên quan gì tới cái thói quen của chúng ta? Bắt đầu chúng ta phải tìm hiểu xem ở trong cái tư duy của chúng ta đó, cái suy nghĩ chúng ta, rồi cái thói quen của chúng ta cũng giống như cảm xúc của chúng ta, nó có cái mối liên kết với nhau như thế nào. Đầu tiên đó là khi mà trong đầu chúng ta có bất kỳ nổi lên một cái, ví dụ nổi lên một cái suy nghĩ nào đó, thì ngay lập tức cái suy nghĩ này, cái bộ não chúng ta nó sẽ tiết ra một cái loại hóa chất tương ứng. Một cái hóa chất tương ứng, rồi cái hóa chất này lần trước Đức có giải thích, đó là nó dùng để nó kết nối giữa các neuron lại với nhau để nó tạo ra một cái trạng thái nhất định với mình. Thì có rất là nhiều loại cái người ta gọi là neurochemical, tức là những cái hóa chất của truyền dẫn xuống thần kinh. Nhưng mà thực ra có bốn hóa chất chính nó liên quan đến cảm xúc mà chúng ta hay gặp nhất trong cuộc sống. Đó là endorphin. Endorphin nó là cái hormone mà nó liên quan tới giảm đau, chúng ta hay gặp trong những cái chơi thể thao, chạy bộ. Thứ hai đó là cái dopamine. Thứ ba là serotonin. Và thứ tư là oxytocin. Oxytocin thì nó liên quan tới những cái về yêu thương mà thứ trong oxytocin. Đó là bốn cái hormone mà chúng ta sẽ gặp rõ nhất. Vậy thì khi mà chúng ta trong đầu chúng ta nó khởi lên một ý tưởng thì não chúng ta nó sẽ tiết ra một cái loại hormone, và hormone này nó làm cho cơ thể chúng ta cảm nhận cái ý tưởng đó chúng ta. Đây là cái quá trình mà chúng nó biến một cái thứ gọi là vô hình thành một cái thứ nó hữu hình hơn. Tức là nó từ cái suy nghĩ chúng ta nó tạo ra một hóa chất, và cái hóa chất đó nó làm cho cái cơ thể chúng ta cảm nhận về cái điều này, cảm nhận về cái điều mà cơ thể vừa suy nghĩ. Và khi cơ thể chúng ta cảm nhận về cái điều mà chúng ta suy nghĩ thì nó lại kích thích, nó làm cho não chúng ta tạo ra nhiều cái suy nghĩ hơn về cái điều lúc nãy. Và khi não chúng ta nó tạo ra nhiều suy nghĩ hơn về điều lúc nãy thì nó làm cho cái cảm xúc của chúng ta, cái cơ thể chúng ta nó lại tăng lên, và cái vòng lặp này cứ thế nó lặp lại. Đức ví dụ,
bây giờ mọi người đi đêm xong tự nhiên tức là mọi người nghĩ tới ma. Thế là khi mọi người nghĩ tới ma là cơ thể mình nó tạo ra một cái hóa chất, ví dụ như là hóa chất đó tên là serotonin. Hóa chất đó nó làm cho mình gì, mình cảm thấy sợ sệt, mình cảm thấy run, mình cảm thấy ớn lạnh trong người. Và khi chúng ta ớn lạnh hơn trong người, chúng ta cảm thấy run đó thì lại kích thích bộ não chúng ta, nó tạo ra những cái suy nghĩ về sợ sệt khác. Chúng là chúng ta tưởng tượng ra con ma, chúng ta tưởng tượng ra ngôi mộ, chúng ta tưởng tượng ra những câu chuyện. Và khi chúng ta càng tưởng tượng cái suy nghĩ đó lớn hơn thì nó làm cho gì? Nó làm cho cái nỗi sợ chúng ta nó lại càng tăng lên, và cơ thể chúng ta, nhịp tim chúng ta tăng lên, và chúng ta thở gấp hơn, chúng ta lại căng thẳng hơn. Như vậy thì qua cái ví dụ Đức đã thấy thì mọi người sẽ thấy là cái suy nghĩ của chúng ta nó có kết nối trực tiếp với lại những cái chúng ta cảm nhận, và cái thứ mà chúng ta cảm nhận với những cái ở bên ngoài, ở ngoài cuộc sống đó, tức là bên cái giác quan, tất cả cái ngũ quan của chúng ta đó, những gì chúng ta nghe thấy, chúng ta nhìn thấy, chúng ta hửi thấy, chúng ta nếm thấy hoặc chúng ta cảm thấy, tất cả những thứ đó khi mà chúng ta tiếp xúc với bên ngoài nè thì nó sẽ tạo ra những cái tín hiệu, và nó tạo ra những cái gọi là chúng ta trải nghiệm, và cái trải nghiệm này nó sẽ tạo ra những cái suy nghĩ, và nó tạo ra cảm xúc, và cuối cùng nó tạo ra một cái vòng lặp với nhau ở đó. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề là khi mà cơ thể của chúng ta hàng ngày, ví dụ mọi người thấy là với cái ví dụ lúc nãy Đức nói đó, là chúng ta có một cái trải nghiệm ở trong quá khứ, và chính cái trải nghiệm này nó tạo ra cho chúng ta một cái suy nghĩ, và từ cái suy nghĩ đó nó tạo ra cảm xúc. Như vậy thì ví dụ hàng ngày mà chúng ta mới buổi sáng đó, mà chúng ta tỉnh dậy, cái việc đầu tiên chúng ta bắt đầu chúng ta làm là gì? Đó là chúng ta cầm cái điện thoại lên. Thì khi ta cầm điện thoại lên, chúng ta lướt Facebook, chúng ta kiểm tra email, chúng ta kiểm tra tin nhắn Zalo, tin nhắn Telegram, bắt đầu chúng ta nhớ ra mình là ai, chúng ta nhớ ra cuộc sống của mình là gì, bắt đầu chúng ta nhớ về những cái trải nghiệm của chúng ta ở trong quá khứ, chúng ta nhớ cuộc sống của mình hiện tại nó đang có những cái gì. Và khi đó làm gì? Tức là chúng ta ngay lập tức chúng ta sống lại với một cái trải nghiệm quá khứ của ngày hôm qua. Vậy thì khi mà chúng ta dậy, bắt đầu chúng ta sẽ lướt Facebook xong, chúng ta sẽ dậy, chúng ta sẽ đi xuống, mình làm vệ sinh, xong mình đánh răng. Khi mình đánh răng thì mình cũng gì, cái tay mình cũng đưa vô, mình cũng đưa từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sau đó là gì? Mình tắm rửa, mình ăn sáng, xong mình cũng di chuyển như vậy đến công ty. Đến công ty mình lại tiếp xúc với cùng với những người ngày hôm qua, ngày hôm kia. Sau đó chúng ta lại cùng làm những công việc của ngày hôm trước chúng ta làm. Rồi sau đó chúng ta quay trở về. Tức là chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái mẫu hình đó. Và khi chúng ta lặp đi lặp lại cái mẫu hình đó thì cái lúc nãy đó, từ cái phần mà cái suy nghĩ, cái tâm trí chúng ta nó đã kết nối rất là chặt với cái cảm xúc đó của chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Tức là cái những cái suy nghĩ nó là ngôn ngữ của bộ não, còn những cái cảm xúc nó là cái ngôn ngữ của cơ thể của chúng ta. Và một thời gian chúng ta phát hiện ra là hai cái thứ đó nó đồng hóa với nhau. Và một thời gian cơ thể chúng ta nó đã quen với những cái thứ mà chúng ta làm rồi, vì chúng ta cứ lặp đi lặp lại đó, nên là chúng ta làm rất nhiều thứ, chúng ta làm ở trong vô thức, chúng ta không cần suy nghĩ gì hết, chúng ta vẫn có thể làm được. Mọi người thấy là khi chúng ta đánh răng chúng ta không cần phải suy nghĩ gì hết, hoặc là thậm chí đôi khi chúng ta ăn chúng ta cũng không cần suy nghĩ gì hết, chúng ta cứ thế, cơ thể chúng ta cứ thế nó làm, chúng ta không cần phải là nghĩ là chúng ta phải nhai làm sao, chúng ta phải nuốt sao, tự động cơ thể làm. Thậm chí đó là gì, khi chúng ta chạy xe đến cơ quan cũng vậy, mọi người cứ hàng ngày mọi người tới là cơ thể chúng ta tự nó làm hết. Thì khi nó quen đến một cái độ đó thì cái tâm trí của cơ thể của chúng ta nó lại trở thành cái người làm chủ, nó không phải là còn cái não này nữa. Nó trong cái việc trong cuộc sống chúng ta đó, tới năm khoảng chúng ta 30 tuổi thì 95% những cái việc, những cái thứ mà chúng ta tư duy nó chính là cái kiểu hình, là tất cả là sản phẩm của những thứ ở trong quá khứ chúng ta rồi. Đó là những cái thói quen của chúng ta, đó là những cái cảm nhận của chúng ta, đó là tư duy của chúng ta, đó là những cái cảm xúc của chúng ta, đó là góc nhìn của chúng ta. Nên là đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn một cái hiện tượng thôi là chúng ta phán xét cái điều đó ngay lập tức, chúng ta đưa ra kết quả ngay lập tức. Thì cái đó là một cái tự động của cơ thể của mình. Vậy thì khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái tự động của cơ thể đó thì cơ thể chúng ta nó vẫn cứ tiếp tục nó tạo ra những một cái hóc môn đó. Thì cái hóc môn đó miết thì cơ thể chúng ta nó quen với một cái nhịp điệu hóc môn. Vậy thì chúng ta có rất nhiều việc chúng ta làm, chúng ta không cần suy nghĩ gì hết, cơ thể chúng ta nó tự động nó làm. Và khi nó tự động nó làm vậy thì nó đoán trước tất cả mọi thứ vì nó đã quá quen rồi. Cho nên là nó ở trong một cái vùng của cơ thể mình, đó là gọi là vùng quen, vùng an toàn của nó. Như vậy thì bây giờ, ví dụ mọi người nghe ông Đức nói rằng là gì? Buổi sáng mọi người nên dậy sớm lúc 5 giờ, hoặc là thay vì dậy mọi người đừng có cầm cái điện thoại mà mọi người hãy dậy mọi người ngồi thiền. Như vậy thì đó là một cái nỗ lực rất lớn của mọi người.
Đó là cái nỗ lực là mình dùng cái tư duy này của mình nè, cái tư suy nghĩ chủ động này của mình, chứ không phải là cái theo cái chế độ tự động hàng ngày nữa. Thì khi mình hành động như vậy, cái cơ thể của chúng ta bắt buộc ban đầu, tại vì đó là cái sức ép từ phía cái tư duy của chúng ta, nó còn lại đó là 5% đó, nó chủ động nó suy nghĩ là chúng ta phải làm cái điều này. Thì khi chúng ta làm, mọi người thấy đó, khi chúng ta bắt đầu rèn luyện thói quen mới, nó bắt đầu chúng ta phát hiện ra một cái thứ, đó là để làm một cái thứ mới thì chúng ta phải tư duy mới. Mà khi tư duy mới thì cơ thể chúng ta nó lại tạo ra ở một cái mức hormone loại khác. Mà khi cái mức hormone nó khác thì nó làm cho cơ thể chúng ta cảm nhận một thứ khác đi. Mà cơ thể của chúng ta được sinh ra không phải để giúp cho chúng ta hạnh phúc. Cơ thể chúng ta sinh ra không phải để giúp chúng ta thành công. Mà cơ thể chúng ta được sinh ra với một cái vai trò lớn nhất của cơ thể mình. Đó là vai trò bảo vệ cho sự an toàn của cơ thể này. Mà để an toàn thì cơ thể mình nó thích làm gì? Nó thích lặp đi lặp lại những thứ nó đã biết, chứ nó không thích làm những cái việc mới. Như vậy thì khi chúng ta bắt đầu chúng ta làm việc mới thì chúng ta tạo ra cái cảm xúc mới của chúng ta, cảm giác mới, cái trải nghiệm mới. Và chính cái cảm xúc, cái trải nghiệm này nó chứa đựng là gì? Cơ thể chúng ta nó đọc được, nó cảm thấy là nó chứa đựng cái sự bất an. Bởi vì nó không ta tuyên đoán được cái điều này nó sẽ dẫn đến điều gì. Nếu lặp lại giống như hàng ngày bình thường, đó là nó cứ lặp lại trong một chu trình đó, thì nó đã đoán trước hết tất cả mọi thứ rồi. Đó là lý do tại sao người ta nói nhìn một người, nhìn kiểu hình, người ta biết được tương lai. Nhưng mà bây giờ tự nhiên chúng ta phá ra, chúng ta nghe, chúng ta học rồi, chúng ta biết chúng ta phải hành động khác đi, thì làm cho cơ thể chúng ta nó bị trải nghiệm khác đi. Và khi nó trải nghiệm khác đi thì nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái sự đối kháng, nó chống đối lại cái điều đó. Như là ví dụ có nhiều anh chị bắt đầu là mình ngồi thiền đi, anh chị sẽ thấy là ngồi thiền xong rồi hồi tự nhiên cơ thể mình nó đau, nó mệt mỏi, nó sinh ra những cái loại suy nghĩ mà trước đó mình không hề có suy nghĩ. Hoặc là bây giờ bắt đầu là mình quyết tâm là mình cải thiện cuộc sống của mình, thế là đâu đó trong đầu mình á, nó sinh ra những cái loại suy nghĩ mà trước đó mình cũng không nghĩ tới nữa. Nào là thôi mày đừng có làm cái việc này vô ích thôi, tại sao cứ phải làm cái này cho nó mệt mỏi vậy, từ trước giờ vẫn ổn mà. Và nó làm gì? Những cái thói quen, những cái chay ì cũ mình nó muốn kéo mình lại, tức là cơ thể mình nó cố tình nó muốn mình kéo mình lại vào trong cái trạng thái cũ, cái trạng thái mà nó quen rồi. Bởi vì cơ thể của mình thật ra trước đó nó là người đầy tớ của mình, nhưng mà bởi vì chúng ta đã lặp lại kiểu hình quá lâu thì cái đứa đầy tớ này nó trở thành người chủ của mình. Cho nên hàng ngày chúng ta bị cơ thể này thúc ép rất nhiều. Ví dụ mọi người thấy là cơ thể mình yêu cầu đi vệ sinh là mình đi vệ sinh, tất cả những cái đó là những cái thứ nó bảo vệ cho mình. Hoặc đôi khi ví dụ như mà khi mà tự nhiên nó thích sách, hoặc là mình thích sách, hay là nó cảm thấy mình cảm thấy mệt mỏi, mình không chán chường hình, mình không muốn làm, cái cảm giác mệt mỏi chán chường đến từ đâu? Đến từ cơ thể mình. Hoặc là thôi tao làm biếng lắm, tao không muốn làm cái này đâu, tao không muốn làm cái kia đâu. Hoặc là khi mình làm những cái việc đó mình cảm thấy đau, mình cảm thấy khó chịu cho cái cơ thể của mình. Nên mọi người để ý thử xem, trong một ngày cái cơ thể mình nó tác động đến cái suy nghĩ của mình, nó tác động đến hành động của mình, tác động đến tư duy của mình cực kỳ nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là cái người chủ thật sự á, chúng ta quá ít có mặt ở đây, chúng ta hiện diện ở đây. Cho nên là gì? Cơ thể nó làm chủ và nó đẩy tín hiệu lên, nó làm chủ ngược lại bộ não. Và trong ngày chúng ta cứ vậy là vô thức chúng ta hành động. Mọi người để ý đi, đếm xem lại ngày hôm nay nè, trong ngày hôm nay có bao nhiêu hành động của mình thực ra là hành động theo thói quen của mình, theo trong vô thức, chứ mình không thực sự ý thức toàn tâm khi mình làm cái việc đó. Như vậy thì khi mình làm cái việc mới, mình sẽ bị cái vấn đề này là cơ thể nó cố tình nó lôi tuột mình lại, bởi vì nó muốn quay trở lại cái vùng an toàn với một cái mức hormone như vậy. Cũng như điều đó, ví dụ hàng ngày một vòng lặp là gì, lâu lâu hoặc là chúng ta cứ ngồi, chúng ta mở điện thoại lên, chúng ta check Facebook, chúng ta check Zalo, chúng ta check YouTube, chúng ta check email. Mỗi lần chúng ta xem như vậy, cơ thể chúng ta làm gì? Mỗi lần chúng ta nhìn vậy, cơ thể chúng ta nó tiết ra chúng ta dopamine. Cái lượng dopamine đó nó làm cho chúng ta ở một cái trạng thái cảm xúc là như thế này. Vậy thì với chúng ta ở trạng thái cảm xúc này thì nó lại khuyến khích để chúng ta để tạo ra những cái suy nghĩ tương ứng. Lâu lâu chúng ta đang ngồi làm việc gì đó, check email một cái đi, check Facebook một cái đi, check YouTube một cái đi, thế để làm gì? Để chúng ta bật nó lên. Đôi khi mình cầm cái điện thoại ra hoặc là chúng ta bật qua cái tab của những cái mạng xã hội á, chúng ta còn không biết chúng ta bật qua làm cái gì nữa. Nhưng mà cái đó là cái thứ cơ thể của chúng ta nó thôi thúc chúng ta hãy làm cái điều này đi, hãy làm cái điều này đi. Bởi vì mỗi lần chúng ta check, cơ thể chúng ta lại tạo ra một cái dopamine. Cho nên là ví dụ Đức nói rằng là gì? Đừng bắt đầu buổi sáng bằng cái điện thoại, bởi vì nó sẽ đẩy dopamine, mà dopamine này là cái dopamine nhân tạo, nó đẩy lên rất là cao và nó làm chúng ta sẽ mất đi những cái nhiệt huyết, mất đi niềm vui, chúng ta làm cái việc khác và những cái việc khác nó tạo dopamine ít hơn, và dopamine kia là dopamine tự nhiên. Nhưng mà khi sáng dậy tự nhiên cơ thể mình nó thôi thúc mình hãy check điện thoại đi,
nó tạo ra những suy nghĩ, biết đâu hôm qua mình bị lỡ cái thông tin gì đó, biết đâu bạn bè mà nó nhắn tin mình cái điều gì đó, nó cứ cố tình nó lôi tuột lại cho mình. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái cơ chế này, chúng ta biết được rằng là gì, chúng ta sẽ có một cái đoạn mà nếu mà khi chúng ta quyết tâm á, chúng ta thay đổi đó, thì cơ thể chúng ta nó sẽ chống lại mình. Và khi nó chống đó, nó sẽ làm cho mình là phát sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực, nó phát sinh ra những cái cảm xúc về nó là mệt mỏi về cơ thể mình hay gì đó. Thì lúc đó chúng ta biết rằng đây là cái quá trình mà chúng ta cần phải làm, chúng ta phải cần phải trải qua. Và khi chúng ta dùng cái sức mạnh của ý chí chúng ta mà chúng ta thực hiện hành động mới, được ví dụ bình thường mình không giờ mình dậy 5 giờ, nhưng mà mình dùng ý chí của mình để mình dậy 5 giờ. Và khi mình dậy 5 giờ và mình ra lệnh với cơ thể mình nó dậy 5 giờ như vậy, tức là cái động tác đó là động tác chúng ta đang lấy lại cái người làm chủ, tức là cái đây là cái đầu mình nó làm chủ chứ không để cơ thể mình nữa. Vậy thì chúng ta lập làm ngày thứ nhất, ngày thứ hai nó mệt, ngày thứ ba, ngày thứ tư, nhưng mà tới ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là cơ thể chúng ta bắt đầu đầu hàng và nó trả cái quyền lực đó về lại cho cái đầu óc của mình. Và bắt đầu làm gì? Khi mà chúng ta làm một cái việc quen thì bắt đầu là một kiểu hình mới là tạo ra. Đó là cái thói quen mà chúng ta mới đó, nó lại trở thành cái mà hành động mà chúng ta muốn đó, hành động tốt đó, nó đã trở thành một thói quen mới. Và khi cái thói quen mới đã hình thành xong rồi thì cái não chúng ta không cần phải, chúng ta không cần phải là chúng ta bỏ qua quá nhiều cái công sức, quá nhiều cái năng lực nữa để mà chúng ta phải làm những cái việc lúc nãy. Nhưng mà chúng ta quan trọng là chúng ta có vượt qua được cái thời gian đó hay không. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Và đó là cái đoạn mà nó khó nhất. Bởi vì ở đây là gì? Chúng ta bắt đầu, chúng ta phải lựa chọn sự khác đi. Và khi lựa chọn khác đi, tức là cái suy nghĩ chúng ta khác đi đó, thì cái cơ thể chúng ta, bộ não chúng ta nó đã bắt đầu nó chống lại mình rồi. Vậy thì với một vài cái chia sẻ về cái cách mà cơ thể chúng ta nó vận hành, về cái mối quan hệ giữa một cái tư duy, một cái vòng lặp giữa một cái tư duy, mà cái tư duy của chúng ta, cái suy nghĩ chúng ta nó hình thành từ đâu? Nó hình thành từ ở trong quá khứ. Đó là lý do tại sao con người ta cứ bị liên tục sống ở trong quá khứ. Mà khi mình sống ở trong quá khứ thì cái quá khứ đó nó sẽ hình thành thành cái tương lai của mình. Vì chúng ta ở trong cái vòng lặp của làm gì? Cái vòng lặp của cái suy nghĩ thì nó tạo ra cái cảm xúc, cảm xúc thì lại tạo ra suy nghĩ, hoặc ngược lại, từ cảm xúc, từ cái trải nghiệm thì nó tạo ra suy nghĩ, và suy nghĩ lại tăng cảm xúc lên. Và cho nên là con người chúng ta là cái vòng lặp, nên chúng ta rất là khó để chúng ta thoát ra khỏi vòng lặp đó. Vậy thì với khi mọi người hiểu hơn một xíu về cái hành vi này, thì Đức sẽ chia sẻ cho mọi người một cái góc khác, mà một cái cách tiếp cận ở trên về tài chính đó, nó bị tương đối là nó hơi có một cái gì đó mà nó làm cho chúng ta hơi cảm thấy bối rối. Và cái này là cái mà hồi đó Đức cũng bị, và cái chính bởi vì Đức nhận thức sai về điều này cho nên là Đức có nhiều cái vấp ngã mà đôi khi nó phải trả giá tương đối lớn. Đó là khi mà chúng ta bước vào tài chính cá nhân, một cái từ mà mình được nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều, đó là chữ tự do tài chính. Vậy thì cái tự do tài chính nó là gì? Mọi người thử nhớ lại xem mình đã từng gặp cái chữ này ở đâu, và khi nhắc tới cái chữ này thì chúng ta nghĩ tới điều gì, chúng ta suy nghĩ nó ra sao, tự do tài chính là cái gì. Đừng vội tin ông Đức, quan sát trong cuộc sống của mình và ngẫm và nghiệm lại xem những cái thứ ông nói, Đức nói nó có đúng hay không. Và khi mọi người đã hiểu rồi, mọi người nhận diện nó và quan sát nó, thì hôm sau Đức sẽ chia sẻ cho mọi người cái gọi là cái chiến thuật để mà mình có thể vượt qua nó. Lý do tại sao ông Đức lại nói tới chuyện này, bởi vì mọi người thấy lạ không? Những cái người mà chuyện làm về chuyên gia tài chính, làm về mảng tài chính, họ sẽ thông thường họ sẽ chia sẻ về kinh tế, về tài chính, về đầu tư, về mua con gì, về bán con gì, về tiết kiệm ra sao mọi thứ. Ông Đức lại đi nói mấy cái này. Thật ra là một phần là trước kia Đức cũng từng làm wealth advisor, tức là Đức làm về mảng tư vấn tài chính. Và Đức phát hiện ra có điều là gì? Thật ra những sản phẩm tài chính ở ngoài kia nó sẵn hết cho tất cả mọi người, và tất cả chúng ta đều tiếp cận được những sản phẩm tài chính đó y như nhau. Kiến thức tài chính cũng vậy. Thật ra ở trong thời này, chúng ta chưa bao giờ chúng ta bị thiếu kiến thức tài chính. Tất cả những anh chị đang xem chương trình này, cũng như là khi mà xem lại, ngẫm lại xem, thật ra chúng ta ở thời này là chúng ta bị dư thừa kiến thức, chứ chúng ta không hề bị thiếu kiến thức. Và lúc nào chúng ta thiếu, lúc nào có cái smartphone, chúng ta có thể kết nối với là cái thư viện của toàn cầu, tất cả mọi thông tin chúng ta cần. Nhưng mà cái thứ thực sự nó khác biệt, đó là gì? Đó là chúng ta phải biến được những cái kiến thức đó thành hành động thực tế của mình. Và chỉ có cái hành động thực tế đó mới là cái thứ nó mang lại cho chúng ta kết quả. Cho nên là giữa một cái việc, ví dụ Đức phím cho mọi người đợt trước, thật ra Đức cũng gọi là công khai, Đức gửi email cho mọi người về, Đức nói về vàng, về bạc khi nó ở những cái giá rất là tốt. Nhưng mà có bao nhiêu người biến được những cái hiểu biết đó thành cái cơ hội lợi nhuận thực sự của mình không? Rất là khó. Cho nên là trong cái quyển truyện của Bí mật của sự may mắn á, cái câu kết cuối cùng đó là gì?
hạt mầm may mắn mưa trên toàn vương quốc. Nhưng chỉ xuống cái mảnh đất được chuẩn bị kỹ càng của chàng hoàng tử mới nở, mới nảy mầm nở lên thành cây may mắn. Tức là cơ hội đôi khi nó đến với tất cả mọi người, nhưng mà chỉ đến với ai đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để hành động biến cái cơ hội đó thành cái kết quả thực sự của mình. Vậy thì cái năng lực hành động nó là cái thứ cực kỳ khó. Nên để hình thành năng lực mới nó cũng là một bước. Đó là lý do tại sao mà Đức đi đến đầu là Đức phát hiện ra là cái việc mà mình tư vấn cho những cái người về những cơ hội đầu tư đó, nó đúng. Tuy nhiên cái việc đó thật ra nó chỉ dành cho những người gọi là high network, tức là những người mà họ đã có rất là nhiều tiền rồi, họ đã có kiến thức rồi. Cái việc của họ chỉ là gì? Anh không có thời gian để anh tìm hiểu, mà hãy chia sẻ cho anh một cơ hội, chia sẻ và trình bày cho anh, và đó anh sẽ cân nhắc xem anh có nên đầu tư hay không. Đó là dành với những người giàu và rất giàu rồi. Còn phần lớn mọi người, thật ra cái mà mọi người vẫn hàng ngày mọi người thích hơn đó là được phím hàng. Nhưng thật ra cái phím hàng đó là cái cực kỳ nguy hiểm. Kể cả ví dụ chúng ta tham gia vào những đội nhóm, chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta đi theo những chuyên gia, và kể cả chuyên gia đó là người cực kỳ tài giỏi, họ có thể phím cho chúng ta hàng tốt luôn, thì cái việc họ phím cho chúng ta đó nó vẫn gây ra nguy hại cho chúng ta nhiều hơn là mang lại lợi lộc cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề là khi mà chúng ta được nghe phím hàng á, thì dần dần chúng ta mất cái tư duy để mà chúng ta có thể tìm hiểu ra được cái loại hàng đó. Tức là chúng ta dần dần chúng ta trở thành con gà què ở quận cối xay. Nhưng mà quan trọng là họ phím chúng ta là một chuyện, nhưng mà chúng ta làm gì với cái đó nó là một chuyện khác. Bởi vì ví dụ vàng có thể nó là cơ hội với Đức. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái cơ cấu tài sản của Đức nó phù hợp, bởi vì Đức đã cơ cấu tài sản xong rồi. Hoặc là thứ hai, phím mua là một chuyện, nhưng mà phím bán người ta có làm được hay không? Bán ở mỗi người cái năng lực nó khác nhau, và cái tình trạng tài chính, cái mối quan hệ cảm xúc khác nhau, chúng ta sẽ có cảm nhận khác nhau. Và như hôm nãy Đức chia sẻ đó, khi mà chúng ta có cảm nhận, chúng ta có tư duy khác nhau và chúng ta có cảm xúc khác nhau thì hành động chúng ta nó sẽ khác nhau. Ở trong đầu tư, trong tài chính đó, nó là một hành trình. Mà cái hành trình này đôi khi cái phần thưởng lớn nhất nó không phải là tiền, mà phần thưởng lớn nhất đó là những cái trải nghiệm chúng ta có và cái năng lực mà chúng ta tích lũy được. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa tiền cho chúng ta ai đó đầu tư, hoặc chúng ta nghe những cái điều đó, thì chúng ta lại thưởng tất cả những cái phần thưởng đó cho một người khác. Mà khi mà chỉ cần thời thế nó thay đổi một xíu thôi, thì tất cả những thứ gì chúng ta kiếm được, đôi khi kiếm củi 3 năm nó thiêu 1 giờ. Mọi người đều nghĩ rằng là gì? Một trong những cái đích đến trong tài chính cá nhân đó, đó chính là tự do tài chính. Thì tự do tài chính là gì? Tự do tài chính thì chúng ta có thể search Google mà nó có ra rất nhiều định nghĩa. Một trong những định nghĩa mà chúng ta thấy nó phổ biến, tương đối phổ biến, đó là khi chúng ta có được một nguồn thu nhập thụ động đủ lớn hơn cái mức chi tiêu cơ bản của mình, thì nó được gọi là một mức tự do tài chính đầu tiên. Tức là nghĩa là gì? Tức là khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta dừng lại công việc hiện tại chúng ta đang làm chủ động, công việc hiện tại chúng ta đang làm chủ động là công việc mà chúng ta đang đi đánh đổi thời gian và trí tuệ của mình để mà chúng ta đổi lấy tiền. Và sau đó từ tiền đó chúng ta lại đi mua những cái vật mà do người khác họ đánh đổi thời gian và trí tuệ của họ. Và tiền nó là vật trung gian. Thật ra chúng ta khi chúng ta mua một cái thứ gì đó, cái thứ chúng ta thực sự mua đó, đó chính là cái thời gian và trí tuệ của mình. Mọi người tưởng tượng đi, ví dụ chúng ta mua cái iPhone, chúng ta nói chúng ta mua bằng tiền nhưng thật ra không phải. Cái thứ thực sự là, để ví dụ mua cái iPhone 30 triệu, ví dụ lương của một bạn nào đó, lương của Đức ở đây đi, là 30 triệu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang đánh đổi 20-22 ngày công của Đức ở công ty và công sức của mình và trí tuệ của mình để chúng ta đổi cái iPhone này. Và iPhone này được làm ra bởi công sức trí tuệ của bao nhiêu người đó, và nó làm ra và chúng ta đổi với nhau. Nhưng mà chúng ta khó đổi ngân hàng nữa, ở giữa nó là tiền, tiền nó đổi ngân hàng. Vậy thì một trong những cái công thức của tự do tài chính đó là gì? Một trong những định nghĩa thôi, đó là khi chúng ta có được cái nguồn thu nhập thụ động đủ lớn hơn cái chi tiêu cơ bản của mình. Vậy thì cái mức thu nhập thụ động đó thông thường đến từ đâu? Đó là thu nhập thụ động đó thông thường nó có nhiều nguồn, nhưng mà một trong những cái nguồn mà chúng ta hay được định nghĩa nhất đó là đến từ tài sản. Như vậy thì tài sản này bao nhiêu thì là đủ? Thì đơn giản thôi, với là người ta hay dùng quy tắc 4% đó, thì thông thường chúng ta có thể nói rằng là gì? Khi chúng ta có một cái lượng tài sản khoảng chừng gấp 25 lần chi tiêu của chúng ta một năm, hoặc nói là gì? Gấp 300 lần chi tiêu của chúng ta một tháng, thì nó gọi là chúng ta đã đạt tới một độ tự do tài chính. Bởi vì sao? Mọi người có biết đâu ra con số mà Đức chia sẻ cho mọi người là con số 25 hoặc con số 300 không? 300 thì thật ra nó là cái chi tiêu một tháng nhân ở 12 và nhân 25 thôi. 25 thì nó dựa trên là gì? Công thức 4%. Tức là một tháng chúng ta lấy được
chúng ta lấy từ trong cái một năm đó chúng ta lấy được 4% từ trong tài sản của chúng ta ra để chúng ta sử dụng, với một cái giả thuyết đó là gì? Cái tài sản đó nó sinh lợi cho chúng ta một năm phải trên 4%, có thể là 6, 7, 8% gì đó. Rồi chúng ta lấy 4% ra thì cái tài sản chúng ta vẫn phát triển và chúng ta vẫn có tiếp tục cái nguồn thu nhập này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính thử thì mọi người, ví dụ mọi người ở đây nhẩm nhẩm tính thử, ví dụ Đức đi. Đức chi tiêu một tháng của mình hết khoảng chừng 20 triệu. Như vậy thì con số tự do tài chính của mình là sẽ là bao nhiêu? Khoảng khoảng thôi nha, vì nó chưa chắc nó chính xác. Thì chúng ta khoảng khoảng tính roughly là nếu một tháng là 20 triệu thì chúng ta cần khoảng một cái tài sản đâu đó khoảng chừng 6 tỷ. Tức là chúng ta nhân 300 lần lên để mà nó ra được cái con số tự do tài chính này của mình. 6 tỷ mà chúng ta gửi tiết kiệm đi. Gửi tiết kiệm một năm chúng ta được 6% thì 6 tỷ này chúng ta ra được bao nhiêu tiền? 6 tỷ phải là chúng ta ra được 360 triệu không? 360 triệu. Vậy thì chúng ta chia cho 12 tháng thôi. Thì cái đó là một cái con số đã roughly vậy. Như vậy thì mọi người sẽ nghĩ rằng ok, vậy thì con số 6 tỷ là một chuyện. Nhưng bên cạnh đó, hàng năm chúng ta còn có lạm phát nữa, đúng không ạ? Hàng năm lạm phát nếu mà thần xác tính thật ra cũng khoảng mười mấy phần trăm. Nên con số này khi chúng ta tích lũy ra, mà đâu phải là nói chuyện là một tháng chúng ta có 30 triệu thì chúng ta ngay tức chúng ta tích lũy ra liền 200 tháng để chúng ta ra được cái số số 6 tỷ đâu, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta thu nhập 30 triệu thì cái tiền chúng ta còn phải rất làm rất nhiều thứ. Vậy thì cái tiết kiệm này chắc giỏi lắm á, thì chúng ta tiết kiệm đâu đó là khoảng được 5 đến 10 triệu. Chưa kể lâu lâu nó có một biến cố lớn gì đó xảy ra chúng ta phải xài tiền. Cho nên là thông thường khi mọi người tính con số tự do tài chính của mình và bù đắp cả lạm phát vô nữa. Và nhớ rằng là lạm phát nó phải có hai phần lạm phát, tức là lạm phát trong suốt quá trình chúng ta tích lũy và lạm phát trong quá trình chúng ta rút ra. Cho nên là có rất nhiều chuyên gia khi mà phát á, chúng ta chỉ tính có lạm phát quá trình chúng ta tích lũy thôi, mà chúng ta không tính cái lạm phát trong quá trình chúng ta rút ra chúng ta sử dụng. Tức là phải tính cả cái đó nha. Thì thông thường nếu một người gọi là mình tính á, thì mọi người sẽ thấy là gì? Chúng ta mất đâu đó khoảng chừng 30 tới 35 năm, 40 năm chúng ta may ra chúng ta đạt được con số tự do tài chính này. Như vậy thì nó sẽ phát sinh ra một cái điều gì? Đó là những chuyên gia tài chính sẽ dạy chúng ta rằng là chúng ta ở trong thời trẻ chúng ta phải cố gắng tiết kiệm tối đa có thể, ăn uống là mọi thứ phải thực sự là chúng ta phải tiết kiệm, chúng ta phải đảm bảo mọi thứ lên, hãy kiệt sĩ càng tốt và hãy nỗ lực lên, làm việc nhiều lên để gia tăng thu nhập lên và cầm bao nhiêu tiền đó đầu tư như điên vậy, và bớt đi những trò ăn chơi, đừng có ăn uống cà phê, đừng có đi chơi, đừng có làm mọi thứ nữa, để dành gì chúng ta hướng tự do tài chính. Vậy thì cái vấn đề tiếp cận tự do tài chính này là có đúng không? Vậy thì phát hiện ra là đồng ý rằng là có thể là năm chúng ta 55, 60 tuổi, 65 tuổi chúng ta tự do tài chính. Nhưng mà tự do tài chính lúc đó nó có ý nghĩa gì nữa hay không? Thứ nhất, khi chúng ta đạt được tự do tài chính ở cái năm khoảng 60 tuổi, nếu mà trong người chúng ta chỉ cần có một cái bệnh nào đó thôi thì tất cả những số tiền mọi thứ chúng ta không có sức khỏe nữa thì cái tiền chúng ta nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hoặc thứ hai, chúng ta có tự do tài chính nhưng mà lúc đó những cái người yêu thương nhất của chúng ta đó là cha, là mẹ của mình, hoặc những người mà chúng ta rất là muốn là chúng ta khi có tiền để chúng ta giúp cho họ, chúng ta có thể mang lại gọi là báo hiếu hay gì đó cho họ, lúc đó họ không còn nữa, chúng ta không còn cơ hội. Nhưng mà một cái thứ ba đó là một cái mâu thuẫn cực kỳ lớn, đó là cái việc mà chúng ta cực kỳ là tiết kiệm dè sẻn mà chúng ta phải cày cuốc rất là nhiều và chúng ta hình thành cái thói quen đó, chúng ta hình thành và chúng ta củng cố thói quen đó trong vòng 30 đến 35 năm, và chúng ta nói rằng là khi tự do tài chính chúng ta sẽ hạnh phúc, khi tự do tài chính chúng ta sẽ sống một cuộc đời thoải mái nhất. Bởi vì khi chúng ta tự do tài chính là chúng ta được cái gì? Chúng ta tự do tài chính là chúng ta được quyền làm những thứ mà chúng ta thích và không làm những thứ chúng ta không thích. Nhưng mà ở cái độ tuổi đó nó có ý nghĩa gì nữa hay không? Nhưng cái vấn đề là chúng ta hình thành một cái thói quen 35 năm, sau đó chúng ta sống cần kiệm trong 35 năm, xong năm thứ 36 chúng ta sẽ happy, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ tận hưởng, có chuyện nó xảy ra mọi người. Làm sao có được? Đó là lý do tại sao mà có rất nhiều người mà chúng ta hay nhìn đó. Trời ơi sao cái ông đó, ui trời ơi cái bà đó, họ giàu vậy mà sao họ keo bo kiệt sĩ quá vậy mày? Bởi vì họ keo bo, họ kiệt sĩ nên họ mới giàu. Cho nên là khi họ giàu thì cái chuyện keo bo kiệt sĩ đó là cái thứ giúp họ giàu á, nó ăn vào trong xương tủy của họ rồi, cái thói quen nó hình thành như vậy rồi. Lúc nãy mình đã học về cái cách mà các neuron hoạt động với nhau đúng không? Cái liên kết, cái cầu các cái neuron nó liên kết với nhau và chúng ta lặp lại cái hành động đó càng lâu bao nhiêu thì cái liên kết nó càng vững chắc bao nhiêu. Mà khi nó càng vững chắc thì nó càng khó phá vỡ đi bấy nhiêu. Và khi chúng ta phá vỡ nó tạo ra những cảm xúc, những thứ cực kỳ là tiêu cực trong cơ thể chúng ta.
nó gần như không phá vỡ được. Vậy thì một cái thói quen, ví dụ chúng ta hút thuốc trong 30 năm, năm thứ 31 chúng ta bỏ thuốc dễ không? Khó, khó lắm. Vậy thì chúng ta có cái lối sống nó tiêu cực như vậy trong 30 năm để năm thứ 31 chúng ta hạnh phúc có không? Không. Như vậy thì cách tiếp cận tự do tài chính này nó có gì đó nó không đúng. Cách tiếp cận mà chúng ta phải làm sao chúng ta cày cuốc mà thứ ra để được ra tài sản nó không đúng. Vậy cách tiếp cận thứ hai là gì? Đơn giản thôi, xài ít đi, chúng ta sống như một thầy tu vậy. Đó là cái phương pháp là cái gì? Minimalist. Cái phương pháp của bắt đầu của những người bạn trẻ ở Nhật, sống tối giản. Sống tối giản nhất có thể. Chúng ta không ăn, có là ăn uống thật là tiết kiệm, thật là đạm bạc. Chúng ta không giao du, không bạn bè nào mọi thứ. Nhưng mà thật ra chúng ta có sống được kiểu đó không? Có một vài người có thể sống được như vậy. Một vài người họ thấy cái niềm vui tiết kiệm mọi thứ là tuyệt vời. Nhưng mà phần lớn chúng ta cảm thấy là gì? Cái thời gian của tuổi trẻ của mình, cái sinh khí, sinh lực của tuổi trẻ, cái niềm vui của mình, chúng ta không nên bỏ qua những cái đó. Và nhất là gì? Những mối quan hệ của chúng ta nữa. Chúng ta sống keo bo kiệt sĩ đó thì dần dần chúng ta bị đánh mất hết tất cả những mối quan hệ của mình chứ, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đánh mất hết tất mối quan hệ thì thực sự cái chúng ta, con người nó là sản phẩm của xã hội. Mà khi chúng ta không có những người ở xung quanh ở trong xã hội, trong một cái kết nối liên kết của mình, thì liệu cuộc sống mình nó thực sự có ý nghĩa gì nữa không? Sống như một thầy tu này nó cũng là cái gì đó nó quá khó, mà nó chỉ dành cho một số rất ít người thôi. Vậy thì có một cái nữa, đó là các bạn lựa chọn phương pháp nào, đó là phương pháp YOLO. Phương pháp YOLO có nghĩa là gì? Phương pháp YOLO là You Only Live Once, tức là tao chỉ sống một lần trên đời. Thực ra là gì? Câu đó phải là You Only Die Once, YOLO, tức là mình chỉ chết một lần thôi, còn đã mình sống mỗi ngày mà. Nhưng mà cái cách sống YOLO đó là gì? Mình có bao nhiêu, mình xào bấy nhiêu. Bởi vì cái cuộc sống, cái trải nghiệm giống như là ở đây mới hiện tại mới là thứ quan trọng mà. Nhưng mà khi mình làm cái đó, nếu mình YOLO được cả đời á thì tuyệt vời, Đức cũng muốn YOLO. Nhưng mà ví dụ khi mà chúng ta đau ốm, khi chúng ta bệnh tật, thì chúng ta lúc đó chúng ta trở thành gánh nặng cho người khác. Hoặc đơn giản thôi, một cái nỗi đau rất là kinh khủng, đó là khi người thân của chúng ta, là ba, là mẹ, là anh, là chị, là em, là vợ chúng ta, họ lâm vào cái hoàn cảnh gì đó mà chúng ta chỉ cần giúp đỡ bằng tài chính thì họ sẽ thoát qua chuyện đó. Nhưng mà bởi chúng ta YOLO, có nhiêu tiền chúng ta xài hết rồi, lấy ra chúng ta giúp đỡ được. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái vấn đề là gì, chúng ta nhìn thấy chuyện đó xảy ra, chúng ta nhìn thấy những nỗi đau đó, nhưng mà mình bất lực. Và cái nỗi đau bất lực đó nó kinh khủng lắm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta phải tiếp cận theo một cách khác. Cho nên Đức hay nói là trên cái hành trình, ví dụ khi hành trình làm giàu của mình mà mình không tìm thấy niềm vui cho hành trình làm giàu, thì Đức có thể khẳng định với mọi người đó là khi chúng ta giàu, chúng ta sẽ không bao giờ có vui. Đơn giản vậy. Mọi người đi leo núi, chân suốt cái hành trình mình leo núi đó, mọi người cảm thấy nó là cực hình. Mọi người hy sinh, mọi người phải cố gắng mình leo núi để mình tin rằng là khi lên tới đỉnh núi mình sẽ hạnh phúc. Chuyện nó xảy ra gần như là không thể. Vậy thì chúng ta có cách nào để chúng ta tiếp cận được tự do tài chính không? Thật ra là chúng ta có thể lật ngược nó một xíu. Chúng ta hiểu rằng tự do tài chính nó chưa bao giờ là đích đến ở trong tài chính cá nhân cả. Chưa bao giờ. Tự do tài chính nó cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Tức là phương tiện, ở cái phương tiện đó thì chúng ta được quyền tự do làm những gì chúng ta thích, và chúng ta được quyền tự do không làm những gì chúng ta không thích. Vậy thì chúng ta hãy nghe kỹ câu đó và chúng ta xác định lại. Vậy thì khi chúng ta tự do tài chính rồi, liệu chúng ta có nghĩ giống như bây giờ không, rằng là chúng ta sẽ không đi làm việc bất cứ việc gì nữa? Liệu chúng ta tự do, nếu ngày mai tự nhiên đùng một phát chúng ta trúng số 50 tỷ, chúng ta bỏ việc ngay lập tức và chúng ta đi ra những thứ chúng ta mơ ước ngoài kia. Chúng ta ra biển, chúng ta tắm biển, chúng ta uống dừa, chúng ta đi du lịch nổ quanh năm suốt tháng mọi thứ. Mọi người thực sự làm được điều đó hay không? Có ai đây mà mình đã từng nghĩ block list đó, tức là nghĩ gap year ban đầu mình tưởng nó vui đó. Nhưng mà chỉ cần 2-3 tháng thôi, chúng ta bắt đầu chúng ta thấy chán chường. 2-3 tháng thôi chúng ta thấy là mình quá rảnh đi. Và khi rảnh á, cái người chúng ta nó rất là ì. Và khi rảnh chúng ta phát hiện là bạn bè nó phải lúc nào nó cũng chơi. Và khi đó chúng ta phát hiện ra, thật ra khi mà chúng ta thiếu tiền thì chúng ta mới thấy là gì? Chúng ta đi làm chỉ vì tiền. Nhưng mà hóa ra cái công việc của chúng ta nó mang lại rất nhiều giá trị khác ngoài tiền. Công việc nó mang lại chúng ta sự phát triển. Chúng ta mang lại chúng ta sự học hỏi, cơ hội được cống hiến, chúng ta được thử thách của mình, chúng ta có những cái mối quan hệ và thứ. Công việc nó có rất nhiều vai trò. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta thiếu tiền cho nên chúng ta chỉ quan tâm tới cái vai trò là tiền. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta có đủ tiền rồi, cái giai đoạn của chúng ta có đủ tiền, chúng ta tự do tài chính đó, chúng ta sẽ biết rằng là gì? Chúng ta vẫn cần một công việc. Khi chúng ta cần một công việc, để cái công việc đó nó giúp cho chúng ta rất nhiều mặt ở trong cuộc sống này. Cái nó khác nhau của người có việc ở trước khi tự do tài chính và sau khi tự do tài chính là gì? Đó là trước khi tự do tài chính, cái lựa chọn công việc của chúng ta luôn luôn phải ưu tiên về gì?
ưu tiên về thu nhập. Vì thu nhập là cái thứ chúng ta cần. Nhưng mà sau khi tự do tài chính, cái thứ thực sự chúng ta quan tâm đó là công việc nó mang lại giá trị gì cho mình và mình có thể phát triển gì với nó. Và khi chúng ta có ở cái trạng thái, nhưng mà thực ra một cái oái âm là gì? Khi chúng ta ở trong cái trạng thái chúng ta làm việc không vì tiền thì chúng ta lại càng dễ dàng làm ra tiền. Bởi vì khi đó chúng ta làm việc hết đam mê và hiệu quả của mình. Và chúng ta làm những thứ chúng ta thích và những thứ chúng ta đam mê chắc chắn sẽ ra tiền. Cho nên ở trong tài chính cá nhân nó có một cái thứ nó hơi nghịch lý. Đó là khi chúng ta càng ít cần tiền bao nhiêu thì chúng ta càng dễ làm ra tiền bấy nhiêu. Cho chúng ta càng ít bị lệ thuộc bởi tiền thì chúng ta càng dễ làm ra tiền. Vậy thì chúng ta nhìn cái đáp án đó là gì? Chúng ta muốn được quyền tự do làm những thứ chúng ta thích và tự do không làm những thứ chúng ta không thích. Vậy thì quay ngược trở lại cái công việc hiện tại mình đang làm nè. Có cách nào mình chưa có được bằng 300 lần cái số tiền mà chúng ta cần tiêu dùng một tháng mà chúng ta vẫn có thể đạt được hai cái lúc nãy Đức nói không? Đó là chúng ta làm những thứ mà chúng ta thích và không làm những thứ chúng ta không thích. Và chúng ta thử hình dung ra thử xem là nếu một ngày tự do tài chính, sau khi chúng ta đã đi du lịch, chúng ta đã mua hết tất cả những thứ chúng ta muốn rồi, thì một ngày của chúng ta trông ra sao? Tức là một ngày gọi là hoàn hảo nhất của chúng ta trông nó ra sao? Thì mọi người viết nó ra. Và sau đó mọi người viết một cái ngày hiện tại bình thường của mình ra và mọi người thử so sánh hai cái ngày đó. Thì hóa ra mọi người sẽ phát hiện ra là gì? Hai cái ngày đó nó không chênh lệch nhau là nhiều. Nó khoảng đâu đó 70-60. Tức là chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại một xíu về tư duy, về cách tiếp cận, về cách suy nghĩ của chúng ta ở đây. Bởi vì chúng ta gì? Ở đây chúng ta khi chúng ta thiếu tiền thì mọi thứ chúng ta nghĩ là tiền. Mà thật ra có rất nhiều cách mà chúng ta đã đạt được cái ở phía sau của tự do tài chính mà không nhất thiết. Nhưng mà khi chúng ta tiếp cận theo kiểu này, chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thích, làm những việc chúng ta đam mê, mà không phải một phát là chúng ta nhảy công việc ra kiểu đó. Nhưng mà chúng ta làm tay trái tay phải hoặc chúng ta có những chuyển giao dần dần, chúng ta học hỏi trong suốt quá trình đó, thì chúng ta phát hiện ra là chúng ta đạt tới tự do tài chính. Cái số lúc nãy Đức nói đó là một cái tài sản nãy khoảng chừng 300 lần đó, hoặc 400 lần hoặc 500 lần gì đó. Nó đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Nó đến nhanh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Nên là, cho nên là khi chúng ta hiểu về cái cách mà cơ thể chúng ta, cái bộ não của chúng ta nó tư duy, nó suy nghĩ, nó hành động và những cái vòng lặp trong cơ thể chúng ta, thì đôi khi những cái đáp án trong tài chính nó dễ hơn rất nhiều. Cho nên là cái mà để mà chúng ta có thể mua được cái gì, bán được cái gì, là thật ra mấy cái đó có rất nhiều chuyên gia họ thì giúp đỡ, họ hỗ trợ cho mình. Nhưng cái vấn đề là gì? Tất cả những cái mà ở bên ngoài kia, những sản phẩm tài chính, bản thân nó chỉ là sản phẩm tài chính, nó chưa bao giờ là giải pháp của mình cả. Nhớ giúp Đức. Bởi vì rất bị qua marketing, bị qua truyền thông, qua sale, người ta lăng xê nó lên đó là những giải pháp tài chính, nhưng không phải. Nếu nó là giải pháp tài chính thì tất cả mọi người đã tiếp cận được nó, tất cả mọi người đã quyết tài chính hết cả rồi. Nó chỉ là công cụ mà thôi. Còn khi chúng ta biết cách sử dụng công cụ đó một cách hiệu quả vào trong cuộc sống của mình, vào trong bối cảnh của mình, thì lúc đó cái công cụ nó phát huy của nó ra để nó trở thành giải pháp tài chính của mình. Cho nên đừng bao giờ thần thánh hóa những cái sản phẩm tài chính hay là những cơ hội tài chính đó. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Đó là năng lực của bản thân của mình. Và một trong những cái năng lực đó, đó là gì? Năng lực hành động. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu được bản thân của mình. Thì hy vọng là đó là một vài cái điều mà Đức chia sẻ của ngày hôm nay. Thì nếu mọi người cảm thấy thú vị thì mọi người để lại có thể subscribe, có thể like. Nếu mà những thông tin này nó mang lại cái giá trị gì đó cho mình, hoặc là có thể chia sẻ với những người khác của mình. Thì trong lần sắp tới, Đức sẽ chia sẻ cho mọi người cái chiến lược từng bước mà Đức ở trong cái ngành đào tạo sâu của mình về có tài chính, Đức sử dụng cho chính bản thân của Đức, dành cho những khách hàng mà họ có những kết quả thực sự. Và cái đó là trải qua rất nhiều cái mồ hôi nước mắt. Đức sẽ chia sẻ cho mọi người là từng bước cụ thể rõ ràng để mà mình vượt qua những cái thói quen, những cái kiểu hình, những cái trì trệ của mình, để mà mình có thể đạt từng bước, mình an vui trên con đường đó và đạt những cái mục tiêu của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu chương trình đã mang lại giá trị gì đó cho mình, hãy like và chia sẻ chương trình đến cho bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.